Chào các bạn, tôi là Nguyễn Tùng Sơn. Kênh YouTube của tôi là Sơn PS. Và đây là cái series mà tôi sẽ tổng hợp lại những cái bước giúp các bạn có thể kiếm được tiền online. Trong video trước thì tôi có hướng dẫn cho các bạn cái cách kiếm tiền thông qua ứng dụng ví điện tử Momo. Và như đã hứa thì tôi đã quay lại với các bạn đây. Ở video này thì tôi muốn chia sẻ cho các bạn cái cách mà tôi đã kiếm tiền thông qua ví điện tử Momo như thế nào. Các bạn cũng có thể tìm trên website của tôi là sonps.com. Thì trên cái website này tôi có để lại những cái video cũng như là những cái bài hướng dẫn để giúp các bạn có thể kiếm được tiền thông qua chiếc điện thoại di động, hoặc là các bạn có thể kiếm được tiền thông qua kênh YouTube, cách bán ảnh online để kiếm tiền. Thì rất là nhiều cái hình thức để các bạn cũng có thể tham gia trên cái con đường kiếm tiền online như thế nào. Hoặc là các bạn cũng có thể tìm kênh YouTube của tôi là Sơn PS, thì các bạn sẽ bấm vào đây này, video play này, là sẽ ra cái kênh YouTube của tôi. Thì trên cái kênh YouTube này thì tôi tổng hợp lại tất cả những video mà tôi sẽ hướng dẫn từ A tới Z, cầm tay chỉ việc cho các bạn chưa biết làm, cũng như là những cái người mà mới tham gia vào những cái hình thức kiếm tiền online, kiếm tiền bằng điện thoại. Thì tôi có để lại những cái video ở đây thì các bạn cũng có thể tham khảo. Và các bạn đừng quên đăng ký cũng như là subscribe cái kênh YouTube của tôi để được nhận thông báo cho những video mới nhất. Hoặc các bạn cũng có thể bấm vào cái chuông ở đây để nhận được thông báo cho những video mới trong thời gian tới của tôi khi đăng lên kênh YouTube Sơn PS, thì các bạn sẽ không có bỏ sót video nào cả. Và nếu như bạn là thành viên mới thì các bạn nên xem hết video cũ của tôi để hiểu được những cái thắc mắc ban đầu khi mới gia nhập vào cái hình thức kiếm tiền online. Bên cạnh đó, thì nếu mà các bạn cần được cái sự hỗ trợ, những cái thắc mắc thì các bạn cũng có thể tìm tôi trên Facebook, thì tôi đều có để lại những cái đường link để các bạn có thể tìm được tôi ở phía bên này. Và tôi cũng có một cái nhóm hỗ trợ trên group Facebook, nó có tên là PS kiếm tiền bằng điện thoại, kiếm tiền online. Thì từ đó các bạn cũng có thể tìm được cái group hỗ trợ. Thì trên đó có rất là nhiều người bạn của tôi ở đó sẽ sẵn sàng giúp đỡ các bạn kiếm được tiền trong những bước đi đầu tiên. Ok, thì vậy trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà tôi đã kiếm tiền từ Momo như thế nào. Và các bạn xem với cái tư duy của tôi thì các bạn có thêm một cái ý tưởng nào với cái cách kiếm tiền online trên Momo để giúp được các bạn có thể gia tăng thu nhập hay không nha. Thì các bạn đợi tôi chút, tôi sẽ vào cái kênh cho các bạn nhìn thấy cái điều này. Đầu tiên là tôi muốn giới thiệu cho các bạn ở trên Facebook của tôi. Vào ngày hôm qua là ngày 12 tháng 8, tôi có đăng lên một bài viết ở đây hướng dẫn cho các bạn cách kiếm tiền 10 triệu một ngày. Thì từ đó có rất là nhiều người bạn của tôi đăng ký cũng như là nhận cái hướng dẫn này. Đó, thì các bạn cũng có thể bấm vào coi ở đây có 70 comment, thì rất là nhiều người tìm hiểu và muốn tham gia cái hình thức này để có thể gia tăng được cái thu nhập của họ. Và nếu như các bạn tinh ý thì đây cũng là một cái cách để tôi giới thiệu tới cho nhiều người. Đó, không những là tôi đăng trên Facebook cá nhân của tôi mà tôi còn đăng lên rất là nhiều những cái nhóm khác nữa. Có những cái nhóm mà tương tác nó lên tới 200 comment, 150 comment. Thì như vậy trước khi tôi đăng cái video lên là tôi đã thu hút được một lượng người dùng, họ có xu hướng sẽ xem video của tôi và sẽ làm theo những cái bước mà tôi hướng dẫn để được nhận 100.000 đầu tiên. Thì cứ mỗi người mà tôi giới thiệu thành công thì họ được 100.000. Bên cạnh đó tôi sẽ được Momo thưởng cho thêm 100.000 nữa. Và các bạn yên tâm đi, các bạn cũng sẽ làm được điều này nha. Tuy nhiên có nhiều người bạn không có tin là làm sao mà kiếm được 10 triệu một ngày. Thì dĩ nhiên rồi, nếu như các bạn không có tin thì các bạn sẽ không có làm được. Như trong video trước tôi có chia sẻ một điều là tôi có 3-4 người bạn, họ nói với tôi rằng là cảm ơn tôi rất là nhiều khi đã chia sẻ cái ứng dụng này. Thì tại vì họ có rất là nhiều người bạn, họ đang là một quản lý của một doanh nghiệp, quản lý trong một công ty. Và bên cạnh đó có một số người bạn đang quản lý một cái nhóm game, trong đó có tới 5.000 thành viên. Thì các bạn thử nghĩ xem, 5.000 thành viên thì bây giờ chỉ cần 10% làm theo thôi là đã kiếm được biết bao nhiêu tiền rồi. Và có một người bạn chuyên về YouTube, thì cái kênh YouTube của bạn đó là lên tới 26.000 subscribe rồi. Thì bây giờ bạn nó nói là có thể quay cái video giống như tôi hướng dẫn hay không. Thì bây giờ bạn nó hỏi tôi là cái cách quay video như thế nào, thì ok, làm được thôi, đăng lên YouTube một phát thôi là có rất là nhiều người làm theo như vậy. Chưa hết nha, là có một người bạn chuyên về chạy quảng cáo về Facebook. Thì bây giờ bạn ấy nói với tôi rằng là em cũng có thể chạy một cái quảng cáo trên Facebook, và từ đó là mình sẽ viết một cái bài viết có nội dung content khá là hay để thu hút được những cái người ta đăng ký.
Thì khi họ đăng ký rồi á, mình làm sao á, hướng dẫn cho họ cái cách làm là xong rồi. Và tôi nghĩ đó là một số những cái ý tưởng tốt. Thì các bạn cũng có thể xem á, mình có cái năng lực gì, mình có khả năng gì. Mình xem á, là mình có website hay không, mình có thể viết cái một cái hướng dẫn đăng lên website của mình. Hay á, là các bạn cũng có thể học tôi nè, post lên một cái series tốt mang tính chất tò mò để họ comment vào. Thì từ đó bạn sẽ biết được ai đang quan tâm. Thì khi ai quan tâm thì các bạn sẽ inbox trực tiếp để hướng dẫn cho họ cách làm thôi. Sau đó các bạn cũng có thể dùng chính cái bài viết đó để các bạn đăng lên nhiều cái nhóm khác. Thì các bạn lưu ý giúp tôi một điều á, là các bạn tránh những cái nhóm nào mà sinh viên, học sinh ra. Thì những cái người đó họ không có nhu cầu làm cái này đâu, tại vì thực ra là họ chưa có thẻ ngân hàng. Thì các bạn nên tập trung vào những cái nhóm nào á mà có những cái người trên 18 tuổi. Ví dụ như là hội làm cha mẹ này, hội doanh nhân này, dân văn phòng này. Đó, chính những cái người đó đó thì họ hay sử dụng thẻ ngân hàng. Thì họ có cái tỷ lệ mà họ sẽ đăng ký rất là cao. Thì các bạn sẽ tìm tới những cái hội như vậy. Đây là chính là một cái kênh mà tôi dùng để giới thiệu cho các bạn. Ngoài ra thì tôi có đăng lên trên kênh YouTube, đăng lên website nữa. Thì tôi đăng như vậy thì các bạn thử nghĩ xem là tôi có kiếm được 10 triệu hay không. Nên những cái cách mà tôi làm được là tôi cố gắng sẽ truyền tải và chia sẻ lại cho các bạn. Tuy nhiên thì chắc chắn tôi tin rằng là sẽ có nhiều người ghen ghét Gato, họ không có tin và họ còn ném đá tôi nữa. Thì chắc tôi cũng không có quan tâm tới những người đó. Tôi chỉ quan tâm tới là tôi giúp được bao nhiêu người. Tôi chỉ quan tâm là vì cái sự nhiệt tình muốn giúp đỡ các bạn. Thì cũng có nhiều người sẽ làm được. Thì tôi quan tâm rất là nhiều tới cái vấn đề đó, chứ tôi không có muốn giấu những cái gì mà mình làm được. Bởi vậy á, nên nếu mà ai hiểu thì họ ủng hộ, thì tôi vẫn nhiệt tình và ra sức giúp đỡ các bạn hết mình thôi. Các bạn hãy yên tâm về điều này. Đây thì bây giờ nói có sách, mách có chứng. Hôm qua là tôi có chia sẻ cho các bạn là cái kênh YouTube của tôi, nếu như cái tỷ lệ chuyển đổi là 10%, tương đương 1.000 người họ xem cái video thì có 100 người đăng ký. Thì thử xem bây giờ trên cái kênh YouTube của tôi có bao nhiêu người xem rồi. Và cứ coi như là tỷ lệ là một nửa đi, là 5% thôi. Thực ra là cái tỷ lệ trên cái kênh YouTube của tôi nó còn cao hơn như vậy. Nếu mà theo tôi tính ra là nó khoảng 7% tới 9% khi những người xem và họ làm theo. Tại vì trên kênh của tôi là chuyên chia sẻ về những hình thức kiếm tiền online, và tôi đã đo được cái con số này rồi. Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào kênh YouTube của tôi xem nó như thế nào nha. Nó sẽ có bao nhiêu lượt xem rồi. Thưa các bạn, và đây là cái công cụ mà tôi quản lý cái kênh YouTube của tôi. Thì cái kênh YouTube của tôi là chuyên để dành để hướng dẫn cho các bạn những cái hình thức kiếm tiền online, kiếm tiền trên mạng hoặc là kiếm tiền bằng điện thoại. Thì tôi dùng cái công cụ này để xem được là video mình đăng lên thì nó sẽ thống kê như thế nào, từng giây, từng phút chi tiết luôn. Và đây các bạn cũng có thể nhìn thấy, đây chính là cái video mà tôi mới đăng lên hôm qua, là kiếm ngay 10 triệu trong ngày. Đây thì các bạn có thể bấm vào coi. Thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái lượt xem thời gian thực của tôi là chưa được 48 tiếng. Đây các bạn nhìn thấy nha, chưa được 48 tiếng là video của tôi đã có 1.500 người xem rồi. Thì trong 1.500 người xem này, nếu mà tôi lấy tỷ lệ ra là 5% thì tương đương là khoảng 75 người làm theo. Và khi tôi tính ra thì đúng thực sự là như vậy, là có khoảng 75 tới 90 người làm theo. Thì tôi cũng không có đếm được chính xác cái con số này nữa. Nhưng mà khi ngày buổi tối ngày hôm qua là khi tôi đếm ra, là khi tôi mới post video lên là có khoảng 50 mấy người làm rồi. Và hôm nay là chính xác là qua ngày thứ hai, sau 24 tiếng đồng hồ thì có gần 100 người đã làm theo rồi. Và bây giờ để kiểm chứng cho các bạn thấy cái điều đó đó, thì tôi sẽ vào cái ứng dụng ví điện tử Momo cho các bạn nhìn thấy nha. Thưa các bạn, và đây là cái giao diện thông báo trong ví điện tử. Thì các bạn cũng có thể nhìn thấy bây giờ chính là 23:26 thời gian thực trên cái điện thoại của tôi. Thì có nghĩa là cách đây khoảng 15 phút là có rất là nhiều người làm theo. Đây các bạn nhìn thấy này, đó, có rất là nhiều người làm nha các bạn. Liên tục có người làm theo vào từng thời gian. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Mà tôi kéo rất là nhiều. Thực ra là hôm qua tôi đếm mới đăng lên được có vài tiếng đồng hồ thôi là đã có hơn 50 người làm theo rồi. Đây, các bạn nhìn thấy không ạ? Chỉ sau một ngày thôi là tôi ước chừng lại con số là gần tới 100 người họ đã đăng ký.
Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là nhiều người họ đăng ký mà nãy giờ tôi kéo vẫn chưa hết nữa cái danh sách này. Thì bây giờ những cái người này thì họ có một số những cái thắc mắc, những cái khúc mắc. Tại vì họ chưa biết cách liên kết với tài khoản ngân hàng như thế nào. Thì bây giờ là tôi có đăng lên một cái video để hướng dẫn cho họ cái cách liên kết tài khoản rồi. Và tôi nghĩ rằng có một số người ở Việt Nam mình thì họ chưa có cái thói quen sử dụng thẻ ngân hàng cũng như là liên kết với cả Internet Banking. Nên họ gặp cái khó khăn chút xíu khi mà liên kết với tài khoản ngân hàng. Cũng như là khi tôi chia sẻ cái video lên thì hôm đó là dính ngay vào thứ 6, hôm nay là vào thứ 7. Nên họ chưa thể nào mà tới ngân hàng để đăng ký Internet Banking được. Thì ở đây đều có lưu lại những cái số điện thoại hết. Thì tôi chỉ cần làm một bước nhỏ thôi, là tôi sẽ cho nhân viên của tôi gọi cho từng người đó, thì sẽ hướng dẫn họ cái cách liên kết như thế nào. Thì từ khi đó họ liên kết xong là tôi sẽ nhận được tiền hoa hồng từ họ thôi. Các bạn thấy là được vấn đề chưa? Đó chính là cái cách kiếm tiền của tôi. Và tôi không có ngại khi chia sẻ cho các bạn cái cách mà tôi làm được. Nên những cái mà tôi nói được thì trước khi nói là tôi đã có kiểm chứng rồi, tôi đã làm được rồi. Nên trước đây khi tôi tham gia kiếm tiền bằng điện thoại và tôi đăng clip lên giới thiệu cho nhiều người thì cũng có nhiều người không có tin đâu, nghĩ là lừa đảo. Làm gì có chuyện mà kiếm tiền được từ điện thoại được, nếu mà kiếm tiền được như vậy thì ai cũng làm rồi. Đó, thì lúc đó tôi đăng lên thì không ai tin. Nhưng mà khi tôi đã kiếm được thực sự rồi, thì họ mới thấy rằng ô, kiếm được tiền thực hả? Thì nên nếu như mà họ đã làm được từ cái hồi mà tôi giới thiệu đến khi tôi chứng minh được điều đó thì cũng có phải là họ đã kiếm được một khoản rất là nhiều rồi. Còn tính tới thời điểm hiện tại, riêng về cái mặt kiếm tiền bằng điện thoại là cái thu nhập của tôi đã có thể là nói là trên dưới 10 triệu rồi, thưa các bạn, nếu như các bạn tin. Còn nếu như các bạn muốn tôi show tài khoản ra thì thực ra là tôi đã chứng minh bằng nhiều cái video trước đây rồi. Các bạn có thể tìm được những cái video trước đây và cũng coi như ở đó cũng có những cái hướng dẫn thì các bạn cũng có thể tìm thêm những cái hướng dẫn ở đó để các bạn học được cách làm, là các bạn có thực sự nghiêm túc với cái việc kiếm tiền của mình hay không, các bạn có kiên trì với nó hay không. Và quan trọng nhất là các bạn phải tin tưởng nó. Tại vì không chỉ có tôi đã làm được mà tôi đã hướng dẫn được cho rất là nhiều người, họ đã làm được điều này rồi. Và các bạn cũng có thể kiểm chứng bằng cái cách là các bạn có thể bấm xuống cái phần mô tả phía dưới video này. Ở đó có cái link liên kết tới cái group Facebook. Tôi có hướng dẫn rất là nhiều anh em ở đó. Thì các bạn thử hỏi xem có ai đã kiếm tiền từ điện thoại được hay chưa? Có ai đã kiếm được tiền từ Momo hay chưa? Thì từ đó các bạn hỏi được thì nó sẽ trực quan hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ chỉ cần một phần nhỏ số người tin thôi là được rồi. Họ tin, họ kiên trì, họ nghiêm túc làm theo những hướng dẫn của tôi, họ thành công. Thì tôi đã giúp được rất là nhiều người, họ làm được cái điều đó rồi. Chứ tôi không có nhất thiết là cần các bạn phải tin hết những cái điều mà tôi nói. Ok, thì trong cái video này thì tôi xin phép chia sẻ tới đây thôi. Nếu như các bạn còn những cái thắc mắc, những khó khăn gì thì hãy comment xuống dưới video này. Thì các bạn hãy đặt cái câu hỏi để tôi sẽ dành thời gian ra để tư vấn cũng như giải đáp những cái thắc mắc cho các bạn. Và nếu như các bạn cần những cái sự hỗ trợ thêm thì các bạn cũng có thể bấm vào cái đường link liên kết ở Facebook để các bạn tham gia vào cái group hỗ trợ trên Facebook của tôi. Nếu như xem xong video này mà các bạn yêu mến tôi thì các bạn hãy like video của tôi cũng như share nó để giới thiệu cho người thân, bạn bè những cái thông tin giá trị này. Và các bạn đừng quên đăng ký cũng như subscribe kênh YouTube Sơn PS của tôi để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Yeah.